Bối cảnh kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập hiện tại đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp. Để tồn tại và cạnh tranh trên thương trường quốc tế, cần khẳng định mình bằng các lợi thế về chất lượng sản phẩm, giá thành, sự sáng tạo đổi mới không ngừng và ẩn sau đó là một nguồn nhân lực vững mạnh. Trải qua hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội. Nền kinh tế liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Từ một quốc gia thuộc nhóm các nước nghèo nhất thế giới, Việt Nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình và một nền kinh tế thị trường năng động. Theo Tổng cục Thống kê, GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 2.109 đô la, gấp 21 lần năm 1990. Năng suất lao động xã hội của nền kinh tế năm 2015 đạt 79,3 triệu đồng mỗi lao động, tương đương khoảng 3.660 đô la so với năm 2010. Năng suất trung bình của mỗi lao động Việt Nam hiện tăng gần 24%. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê cho biết, với tốc độ tăng trưởng hiện tại vẫn chưa đủ bù đắp khoảng cách về năng suất với các quốc gia khác trong khu vực. Và theo một nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế, năng suất của người lao động Việt thấp hơn Singapore gần 15 lần, Nhật 11 lần và Hàn Quốc 10 lần. So với các nước láng giềng ASEAN có mức thu nhập trung bình, năng suất lao động của Việt Nam vẫn có khoảng cách lớn, chỉ bằng 1/5 Malaysia và 2/5 Thái Lan. Nâng cao năng suất lao động, xây dựng nguồn nhân lực hiệu suất cao luôn là bài toán khó với các doanh nghiệp và ngày càng trở nên quan trọng hơn trong giai đoạn hội nhập kinh tế hiện nay. Từ thực trạng trên, Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam VNSA đã tổ chức Hội nghị Nhân sự Việt Nam 2016 với chủ đề Xây dựng nguồn nhân lực hiệu suất cao. Hội nghị đã quy tụ gần 600 khách tham dự là các CEO, các nhà quản lý nhân sự và những người có cùng chung mối quan tâm về những giải pháp cho bài toán nâng cao hiệu suất lao động. Hội nghị diễn ra trong một ngày, song song với hoạt động triển lãm giới thiệu các giải pháp nhân sự, với 9 bài trình bày về các xu hướng, giải pháp, khuyến nghị từ các chuyên gia và 3 phiên thảo luận chung với sự tham gia điều phối của các nhà lãnh đạo, CEO, giám đốc nhân sự, giám đốc sản xuất, chuyên gia tư vấn và đào tạo trong và ngoài nước đã phần nào gợi mở ra những hướng đi mới cho các doanh nghiệp Việt. Từ chủ đề mang tính vĩ mô về năng lực cạnh tranh cho nguồn nhân lực Việt đến các chủ đề mang tính chiến lược cho tổ chức như gặt hái mục tiêu kinh doanh thông qua chiến lược nhân sự, xây dựng văn hóa hiệu suất làm việc cao, nâng tầm hiệu suất của tổ chức và hành trình đi đến hiệu suất và lợi nhuận tối ưu. Cụ thể hơn bằng các chiến thuật và công cụ giúp các nhà quản trị dễ dàng ứng dụng trong thực tế xoay quanh các khía cạnh, thu hút và tuyển dụng, giữ chân người tài, tăng cường sự gắn kết của người lao động với tổ chức, đối tác chiến lược nhân sự và phát triển lãnh đạo thế hệ mới.
Hội nghị Nhân sự Việt Nam 2016 khép lại với niềm tin, khát vọng, góp phần nâng tầm nguồn nhân lực Việt và hứa hẹn một bước đột phá mới mẻ hơn vào năm 2017, cùng sứ mệnh kết nối các chuyên gia nhân sự và nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Là đơn vị tổ chức Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam VNSA cam kết sẽ duy trì chất lượng và nỗ lực để xây dựng Hội nghị Nhân sự Việt Nam là sân chơi thường niên, là nơi chia sẻ, cùng nhau phát triển tri thức của những nhà lãnh đạo và quản lý nhân sự.